Mụ phù thủy Imelda lại đang có toan tính gì với chiếc bánh kem ngon lành này nhỉ? Ha ha, đây sẽ là chiếc cuối cùng. Sau khi cô ta ăn chiếc bánh này, ta sẽ có được sức mạnh của ác quỷ. Hãy đưa món quà này đến cho cô bé đáng yêu của chúng ta. Cô gái nào sẽ là nạn nhân của mụ ta đây? Và làm cách nào để cô ấy có thể thoát khỏi âm mưu độc ác này? Hãy cùng qua Fairy Tail tìm hiểu mọi chuyện nhé. Ở một vương quốc nọ, có nàng công chúa xinh đẹp tên là Krala. Không giống với những nàng công chúa khác thùy mị, dịu dàng, nàng lại là một người mạnh mẽ và rất giỏi trong việc đấu kiếm. Trong những buổi thi đấu của các kiếm sĩ, nàng chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà luôn tìm cách lẻn xuống để thi đấu cùng mọi người. Khả năng đấu kiếm của nàng giỏi đến mức có thể dễ dàng hạ gục được các vị đấu sĩ trong vương quốc. Vào sinh nhật năm 18 tuổi của Clara, nàng được tặng rất nhiều quà, nhưng chẳng có món quà nào có thể khiến nàng hứng thú. Đang chán nản, nàng nhìn thấy chiếc bánh kem ngon lành ở trên bàn, liền đi tới để nếm thử. Bỗng một âm thanh lục đục từ trong góc phát ra thu hút sự chú ý của Lara. Nàng phát hiện ra một con chuột đang khuân một cái kẹp hạt dẻ hình người. Ánh mắt của cái kẹp hạt dẻ như đang cầu cứu nàng. Lara quyết định giúp cái kẹp hạt dẻ ấy. Nàng đi nhanh tới xua đuổi con chuột. Trong chú kẹp hạt dẻ kia thật đáng thương. Con chuột kia, mày đang định đem nó đi đâu vậy? Mau bỏ xuống cho ta. Con chuột hoảng sợ, liền buông xuống và bỏ chạy. Lara cầm cái kẹp hạt dẻ lên, ngắm nghía, thì thấy nó được tạo hình theo một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Lara cảm thấy rất thú vị. Chiếc kẹp hạt dẻ này thật lạ, ta chưa từng thấy cái nào giống như vậy trước đây. Lara đi ngủ mà không hề hay biết rằng có một đôi mắt đáng sợ đang theo dõi mình. Sáng hôm sau, Lara đặt cái kẹp hạt dẻ lên kệ cao, rồi lại đi ra ngoài luyện kiếm. Được rồi, tạm thời chúng mày ở đây nhé. Lara kết thúc buổi tập khi nàng đang trên đường trở về phòng. Bỗng một chú vẹt lông vàng đâm sầm vào người nàng. Ôi, chú vẹt đáng thương, mi làm sao vậy? Có lẽ chúng mày đói lắm nhỉ? Lara hái một bông hoa cạnh đó, nhỏ mật vào miệng cho chú vẹt tội nghiệp. Bây giờ theo ta về phòng, ta sẽ lấy cho ngươi thêm ít đồ ăn nữa. Lara về đến phòng, nàng hốt hoảng khi nhìn thấy một bầy chuột trong phòng. Chúng đang cố đem cái kẹp hạt dẻ đi. Bọn ngươi đang làm gì vậy? Mau thả chiếc kẹp hạt dẻ xuống. Lara định xua đuổi chuột để lấy lại chiếc kẹp hạt dẻ, nhưng không ngờ bọn chuột quay sang tấn công nàng, khiến nàng mất thăng bằng ngã ra sau. Bọn chuột chạy vào một cánh cổng ma thuật trên đường. Lara vì mong muốn lấy lại chiếc kẹp hạt dẻ nên vô tình chạm tay vào cánh cổng và bị cuốn vào đó. Lara bị cuốn vào một nơi xa lạ. Nàng nhìn thấy bọn chuột lúc nãy đứng trên hai chân, khuôn hoàng tử chạy mất. Nàng đang hoang mang không biết đây là nơi nào. Ta đang ở đâu đây? Thì nghe thấy một tiếng nói từ đâu vang lên. Ta có thể cho nàng biết, chỉ cần nàng đứng dậy. Ngươi là ai? Tại sao ta phải làm theo lời ngươi? Vì nàng ngồi trên người ta. Cho ta xin lỗi ngươi. Ngươi chính là chú vẹt lúc nãy sao? Ngươi còn biết nói chuyện? Ta là vẹt thông thái, sống trong lâu đài của hoàng tử Ba Siêu. Vài ngày trước, chàng đã bị mất tích vào sinh nhật của mình, nên ta được cử đi để tìm chàng. Ta cảm nhận được mùi của ma thuật hắc ám trên người của nàng, do đó quyết định theo dõi. Nhưng vì đói quá nên ta đã lả đi. Nhờ nàng cho ta uống được một ít mật ong nên ta đã lấy lại được ý thức. Ta cảm ơn vì sự giúp đỡ của nàng. Ta rất vui khi được giúp cho ngươi. Nhưng ngươi nói ta có mùi ma thuật hắc ám sao? Tại sao ta lại có mùi đó được? Lúc đầu ta nghi ngờ nàng chính là phù thủy, nhưng sau khi được nàng cứu giúp, ta đoán nàng không phải là người xấu. Trên người nàng có mùi ma thuật, có lẽ là do nàng tiếp xúc với kẹp hạt dẻ lúc nãy, cũng chính là hoàng tử Ba Siêu bị dính bùa phép. Cũng may bọn chuột chỉ đem cái kẹp hạt dẻ về mà không để ý rằng công chúa cũng bị hút qua đây. Vậy bây giờ làm cách nào để cứu được hoàng tử ra cũng như thoát khỏi nơi này đây hả? Ngươi nói ta biết. Chúng ta phải tiêu diệt được mụ ta. Chỉ có thanh gươm từ lòng dũng cảm mới có thể thanh tẩy được hoàn toàn được mụ ta. Đó là thanh gươm lúc trước ông nội của hoàng tử Ba Siêu đã làm dùng để tiêu diệt bè phái của mụ phù thủy. Nhưng cùng lúc sự mất tích của hoàng tử thì thanh gươm ấy cũng đã mất tích một cách kỳ lạ. Bỗng họ nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa. Hai người vội trốn đi. Họ nhìn thấy bọn chuột đang khiêng một người đồ chơi đi qua.
Clara quyết định đi theo chúng. Bọn chuột đưa người đó đến một căn phòng. Clara hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng ấy. Nơi này chứa đầy vàng bạc châu báu và giam giữ những đồ chơi hình người khác. Vô tình Clara đá phải viên sỏi dưới chân, khiến bọn chuột phát hiện ra. Họ vội vàng bỏ chạy. Nhưng Clara chưa chạy được bao xa thì đã bị chặn đầu lại. Không còn cách nào khác, nàng buộc phải đánh trả. Nhưng chúng quá đông, nàng nhanh chóng bị chúng khống chế. Còn về chú vẹt, lúc nãy thấy tình hình căng thẳng, nó đã nhanh chân lĩnh đi. Chúng đưa công chúa đến giao cho mụ phù thủy Imelda. Ồ, công chúa cuối cùng đây rồi. Lần trước may mắn ngươi không ăn chiếc bánh ấy nên mới thoát được. Bây giờ lại giác xác đến đây. Lần này ngươi sẽ chẳng còn may mắn như lần trước đâu. Hãy nhốt nó vào trong đi. Sau khi nhốt nàng vào lòng, mụ ta bắt đầu chế thuốc để biến nàng thành món đồ chơi cuối cùng. Sau khi ngươi biến thành đồ chơi, ta sẽ gom đủ sức mạnh của hoàng gia, sẽ không phải e sợ điều gì nữa. Hả? Tại sao lại hết ngay lúc này chứ? Sau khi mụ ta ra ngoài để lấy thêm thuốc, thì chú vẹt lúc nãy lẫn đi đâu lại xuất hiện. Vẹt vàng, nãy giờ ngươi lẫn ở đâu vậy hả? Chúng ta hãy đi ra khỏi đây trước đã. Chú vẹt đem tới cho Clara chùm chìa khóa. Nàng mở được cửa lồng, sau đó giải thoát cho hoàng tử. Họ lập tức rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì bọn lính chuột đã phát hiện ra hai người bỏ trốn. Hãy mau chạy đi, ta sẽ cản chúng lại cho. Chàng không biết đánh nhau sao? Thực ra là biết, tôi đã đọc hết một cuốn sách về nó trước khi đến đây. Cái gì? Anh đọc nó sao? Họ chạy đến một ngã rẽ, bất chợt chú vẹt vàng từ đâu xuất hiện kéo họ vào một căn phòng. Nhanh vào đây. Họ yên lặng chờ đợi cho bọn chuột chạy đi xa. Đây chính là phòng ngủ của mụ phù thủy. Lúc nãy ta có tìm hiểu được, bọn chuột không dám vào đây, nên chúng ta có thể tạm an toàn. Ta xin lỗi nàng vì đã kéo nàng vào chuyện đây. Chỉ vì sự nông nổi của ta. Vì muốn chứng minh bản thân với mọi người, ta đã đánh cắp thanh kiếm của lòng dũng cảm để đi tìm mụ Imelda. Nhưng ta quá yếu, không làm được gì mụ ta nên đã bị mụ ta bắt lại. Trong một lần mụ ta quên khóa cửa lòng, ta đã có cơ hội trốn thoát. Nhưng lúc lũ chuột vừa đi đâu đó về, ta đã nhảy qua cánh cổng ma thuật và nó dẫn đến một căn phòng của nàng. Nhưng ta không ngờ khi vừa qua cổng, cơ thể ta lập tức cứng lại và biến thành một món đồ chơi bình thường. Còn chuyện sau đó thì nàng cũng đã rõ rồi. Vậy thanh kiếm của lòng dũng cảm hiện giờ nó đang ở đâu? Sau khi bắt được ta, mụ ấy đã cho lũ chuột đem thanh kiếm ấy cất trong căn phòng chứa vàng của mụ. Được, vậy bây giờ chúng ta hãy đến đó để lấy lại thanh kiếm của lòng dũng cảm. Khi có được nó rồi, ta sẽ dễ dàng tiêu diệt được mụ thôi. Nhanh lên. Nhưng bằng cách nào? Lũ chuột có mặt khắp mọi nơi. Này, lũ chuột con ngốc kia, đến đây mà bắt ta đi. Nhưng lúc lũ lính chuột đuổi theo việc, hai người nhanh chóng chạy đi đến căn phòng chứa vàng của mụ phù thủy. Đến nơi, họ thấy có hai con chuột đang đứng canh ở ngoài cửa. Làm thế nào để vào đó đây? Chúng ta không có vũ khí để đánh lại chúng. Ta có rồi. Sau một hồi giao đấu, Clara đã có thể hạ gục được lũ lính chuột. Ít nhất chàng cũng có tác dụng rồi. Rất sẵn lòng khi giúp ích được cho nàng. Bây giờ làm thế nào để mở nó đi? Có lẽ chìa khóa sẽ nằm trong đây. Từ xa, chú vẹt lông vàng đang bị bọn lính chuột đuổi đến nơi. Cô ta ơi, chúng sắp đuổi kịp ta rồi. Cuối cùng công chúa cũng kịp lúc mở được ổ khóa. Cả ba chạy vào trong đóng cửa lại. Vào được bên trong, hoàng tử đẩy một hòm vàng chắn cửa lại để bọn chuột không phá được. Họ nhanh chóng bắt tay vào lục tìm thanh kiếm trong đống vàng. Chưa được bao lâu thì mụ phù thủy phá được cửa tiến vào. Bắt lấy bọn chúng. Clara nhìn thấy một chiếc gậy vàng cắm bên cạnh. Nàng liền rút lên làm vũ khí. Nhưng lũ chuột quá đông, chỉ được một lúc, chúng đã đánh bay gậy của nàng. Đúng lúc này, hoàng tử tìm được thanh kiếm của lòng dũng cảm. Ta đã tìm thấy rồi.
Nàng cầm chắc thanh kiếm của lòng dũng cảm trong tay, dễ dàng đánh tan hết lũ chuột. Lũ chuột hoảng sợ bỏ chạy. Đúng là lũ chuột nhát chết. Lúc này Ibilda đành phải đích thân chiến đấu. Thanh kiếm bị gãy, mụ phù thủy đắc ý. Ngay cả thanh kiếm của lòng dũng cảm cũng không thể làm gì được ta. Để xem các ngươi còn chống cự bằng cách nào. Sau khi ngươi biến thành đồ chơi, ta sẽ có đủ sức mạnh để nhấn chìm thế giới này trong bóng tối. Và tất cả con người sẽ làm đô lệ cho ta. Ta không cho phép ngươi có thể thực hiện âm mưu của mình đâu. Ta sẽ ngăn cản ngươi đến hơi thở cuối cùng. Ta cũng không để cho ngươi được tội nguyện đâu. Các ngươi định ngăn cản ta bằng cách nào đây? Với thanh kiếm ngắn đó sao? Thanh kiếm của lòng dũng cảm đã bị gãy, nhưng Lara và Brasid vẫn quyết tâm ngăn chặn bọn ta bằng mọi cách. Bất ngờ thanh kiếm gãy phát sáng, một lưỡi kiếm mới được hình thành trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc mọi người đang quan mang, Lara nhìn ra cửa thấy lũ chuột đang cùng nhau chạy về một hướng. Sau khi mụ ta bị tiêu diệt, hoàng tử cùng những người khác cũng được biến lại thành người. Ta đoán thanh kiếm lúc đầu đó là lòng dũng cảm của chủ nhân trước, nên nó mới không có tác dụng với mụ. Nhưng sau đó thanh kiếm cảm nhận được tấm lòng và sự gan dạ của nàng, vì thế nó mới phát huy toàn bộ sức mạnh. Bỗng nhiên lâu đài hắc ám bị trung chuyển. Không xong rồi, nơi này được tạo nên bởi sức mạnh của một phù thủy, nên khi mụ ta bị tiêu diệt, nơi này cũng dần dần biến mất. Hãy nhanh chóng cùng nhau ra khỏi đây đi. Nhưng chúng ta biết phải đi đâu bây giờ? Lúc mọi người đang hoang mang, Lara nhìn ra cửa thấy lũ chuột đang cùng nhau chạy về một hướng. Hãy nhanh chạy theo lũ chuột, chắc chắn là chúng biết đường ra ở đây. Không ngoài dự đoán, những cánh cổng ba thuật được mở ra ở phía cuối hành lang. Mọi người cùng nhau chui qua đó. Mọi người nhanh chui qua cánh cổng này đi. Mọi người thoát ra ngoài được an toàn. Lâu đài hắc ám của mụ phù thủy hoàn toàn sụp đổ.